Bây giờ mình có 5 câu hỏi để khởi động. Câu đầu tiên, trong một ngày thì anh lịch làm việc của anh Huy sẽ như thế nào? Tôi thức sớm lắm, Vâng. khoảng từ 3 rưỡi 4 giờ sáng là tôi thức Wow. rồi. Vâng. Thì tôi cần khoảng 2 tiếng đồng hồ để mà chăm lo cho cái hơi thở với lại vận động và cho nó tĩnh lặng một chút trước khi mà hai cháu thức dậy lúc 6 giờ sáng để mà lo cho hai bé đi học. Và sau đó thì tôi ăn sáng rồi thì tôi thư giãn sau dịch đó. Thì tôi thấy là mình làm như vậy cũng đủ rồi. Tôi đã tự cho mình về hưu. Anh biết chơi bao nhiêu loại nhạc cụ? Chủ yếu là chỉ là guitar thôi. Còn trống với lại piano, mandolin hay là harmonica thì cho vui thôi. Anh thích hát hơn hay là thích sáng tác hơn? Rất tiếc là tôi thích cả hai. Dạ. Vâng. Nếu mà có một cái ước muốn thì anh Huy thích làm điều gì? Dù là cái tuổi nào chăng nữa thì tôi vẫn có một cái ước muốn là tôi được giữ được cái sự minh mẫn để mà tiếp tục đi tìm cái sự bình an cho chính mình. Hay quá. Vâng. Vâng. Và câu cuối cùng trong cái phần mình vận động ngày hôm nay là tông thứ và tông trưởng. Thì anh thích sáng tác nhạc trên tông nào nhiều hơn? Nếu mà xét chung á, thì có lẽ những cái bài hát của tôi nó ở tông trưởng nhiều hơn. Vâng.